Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Soluto các bạn nhé. Đấy, màu trắng ngọc trinh, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Phiên bản Kia Soluto. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Kia Soluto nó có phiên bản số sàn và phiên bản số tự động, và có phiên bản đủ và phiên bản thiếu. Phiên bản đủ thì gọi là phiên bản luxury, còn phiên bản thiếu thì gọi là phiên bản deluxe các bạn nhé. Phiên bản thiếu là phiên bản deluxe, phiên bản số sàn. Thì ngày hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe Kia Soluto này ở cái phiên bản deluxe số sàn các bạn nhé. Đấy, Kia Soluto phiên bản deluxe số sàn. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chúng tôi cũng đã làm thủ tục trả lại biển số và đăng ký rồi. Cho nên là quý vị và các bạn nào mua chiếc xe này về là chỉ việc sang tên bấm biển mới thôi các bạn nhé. Phiên bản deluxe đây ạ. Chiếc xe được bản deluxe, chiếc xe được trang bị hộp số sàn quý bạn ạ. Đấy, hộp số tay các bạn nhé. Và riêng ở Kia, những chiếc xe đến từ Hàn Quốc thì các bạn thấy đây ạ, option thì rất là nhiều rồi. Ở bản deluxe tức là bản thiếu, nhưng xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết cả rồi các bạn ạ. Đấy, những chiếc xe đến từ đất nước Hàn Quốc bao giờ option cũng nhiều nhất, nhiều hơn cả những chiếc xe đến từ đất nước Nhật Bản hoặc những chiếc xe đến từ các nước khác các bạn nhé. Đấy, camera lùi, cảm biến lùi, cụm đèn hậu này còn rất là mới này, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Vì chiếc xe được sản xuất năm 2020, mới lăn bánh có hơn 5 vạn km thôi các bạn nhé. Đấy, rất là mới luôn đấy ạ. Toàn bộ những phần keo chỉ, táp bi cánh cửa, đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên lái các bạn nhé, còn rất đẹp này, rất là mới này. Đấy, vô lăng, cần số đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, đây là đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây các bạn này. Chiếc xe mới lăn bánh có hơn 5 vạn km thôi các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển này, nội thất da này, toàn bộ những phần nỉ trần này còn rất là mới các bạn nhé. 2020 tính ra là mới có 3 năm sử dụng thôi, mỗi 1 năm chạy hơn vạn km ạ. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất đấy. Chiếc xe được sản xuất lắp ráp bởi Thaco Trường Hải, sản xuất tại Việt Nam các bạn nhé, và sản xuất năm 2020 đấy ạ. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất các bạn nhé. Toàn bộ về cái phần nội thất đều rất là mới luôn các bạn ạ. Xe cũng đã được trang bị sẵn màn hình, camera lùi đầy đủ rồi nhé. Toàn bộ vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe Kia Soluto sedan, đấy, số sàn, sản xuất năm 2020. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả là còn nguyên bản hết các bạn nhé. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn khi quý vị và các bạn mua chiếc xe này. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 318 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Soluto phiên bản deluxe sản xuất năm 2020 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Soluto này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, và đây là cái phần khoang cốp sau các bạn nhé, lốp sơ cua còn rất là mới này. Và đằng sau này thì chiếc xe cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là chưa có dấu vết của việc sơn hay gò lại phía trong các bạn nhé. Đấy, tất cả toàn bộ cái cốp sau này, những cái phần nỉ ở cốp sau này, keo chỉ cốp sau này,
tất cả là còn nguyên bản và còn rất đẹp luôn các bạn ạ, rất là mới luôn ạ. Đấy, 3 năm sử dụng nhưng mới lăn bánh có hơn 5 vạn km thôi, mỗi năm là gần 2 vạn km. Cho nên là chiếc xe này còn khá là đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ về phần lốp này, quý bạn ạ, cái dàn lốp này thì vừa mới thay xong các bạn nhé. Cả một cái dàn lốp này là vừa mới thay 2023 này, vừa mới thay luôn đấy ạ. Đấy, chiếc xe này thì chạy được hơn 5 vạn rồi cho nên là vừa phải thay một dàn lốp xong các bạn ạ. Đấy, cả một cái dàn lốp này mới thay. Cho nên là quý vị và các bạn nào yên tâm luôn nhé, mua chiếc xe này về thì không phải làm gì đâu, sang tên bấm biển mới. Đấy, sang tên bấm biển mới xong là chạy thôi, lốp mới rồi, rất đẹp luôn ạ. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là mới, rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe Kia Soluto này ạ. Đấy, các bạn xem này, toàn bộ từ ốc cabo, đấy, tất cả những ốc cabo này cho đến keo chỉ cabo là còn nguyên bản hết các bạn ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả, hay là chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản này, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, những con ốc này đều nguyên bản, chưa có vết tháo nhé, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe 2020, tính là 3 năm sử dụng rồi, lăn bánh hơn 5 vạn km nhưng tất cả là còn mới và chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Đấy, tất cả còn rất là mới này. Đấy, đây và cái phần động cơ này, toàn bộ từ ốc chân máy này. Đấy, tất cả những cái ốc chân máy này, tất cả những con ốc, chưa có một con ốc nào bị tháo ra nhé. Ốc chân máy này, ốc mặt máy này, hay còn gọi là ốc gioăng dàn cò đấy ạ, còn nguyên ạ, gioăng dàn cò cũng chưa thay luôn các bạn ạ. Đấy, và cái động cơ thì rất là đẹp rồi các bạn nhé. Tất cả các con ốc này là chúng tôi cam kết là nguyên bản, chưa có vết tháo ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Soluto này thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và hiện nay thì tại cửa hàng chúng tôi có rất nhiều những chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng B các bạn nhé, để cho quý vị các bạn chuẩn bị những chiếc xe ở phân khúc vừa tiền để cho quý vị và các bạn mua về để đi Tết đấy ạ, hoặc có thể mua về để chạy dịch vụ, cho nên là có rất nhiều xe số sàn các bạn nhé. Đấy, rất nhiều những xe để cho quý vị các bạn lựa chọn. Mời quý vị các bạn hãy qua cửa hàng chúng tôi các bạn nhé. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.